Chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì cũng là một bữa cơm đơn giản gia đình của Kỳ Duyên cơm chay của mình ngày hôm nay nữa. Mình sẽ làm một món cá cơm chay cháy sả với gừng, ớt, tỏi. Ở đây mình chuẩn bị nha. Đây là sả. Sả mình sắc ra rồi mình sẽ trần ra cho nó nhuyễn. Nó không cần quá nhuyễn đâu, mình chỉ trần ra một phần thôi. Cho nó vừa thôi, còn miếng sả cũng được, không có cần thiết là phải quá nhuyễn. Ở đây mình có sả nè, và đây là gừng nè, đây là hành, tỏi, ớt, một ít, hai trái ớt tươi nha. Và đây là nấm, nấm bào ngư. Mình sẽ chế biến thành là món cá cơm chay cháy sả với gừng. Thì mùa này là mùa chuyển mùa nha các bạn. Mọi người hay dễ bị cảm lắm, tại vì thời tiết đột ngột mà từ mùa thu sang mùa đông thì thời tiết ngoài trời nó sẽ có một chút lành lạnh và mọi người hay dễ bị không phù hợp với thời tiết của mùa mới, cho nên dễ sinh ra cảm, nhảy mũi, ho, cảm giác bần thần trong cơ thể không có được khỏe. Thì đây là những cái món ăn mà mình làm rất là đơn giản, nhưng mà nó cũng sẽ là một liều thuốc để cho mình ngăn ngừa cảm cúm trong cái mùa chuyển mùa này nha. Gừng và sả với tỏi ớt thì đây là những cái món mà mình sẽ làm để mà ăn trong bữa cơm, nhưng mà nó cũng sẽ tốt cho sức khỏe của chúng ta để giảm bớt bị cảm cúm. Sợi như thế này nè, xong mình cho một chảo dầu nóng nha. Nấm bào ngư á, mình chiên cho nó giòn lên, rồi xong á thì mình mới cháy sả với gừng và tỏi và ớt hành lại nha. Mình sẽ chiên cho nó vàng cái mấy cái cọng nấm bào ngư này nè. Khi mình chiên cho nó vừa dợp cái miếng nấm xuống thì mình sẽ gắt một chút hạt nêm nha. Rồi, cái này là khi mình nêm á, thì mình sẽ nêm theo khẩu vị của mỗi người nha mọi người. Mình ăn hơi lạt một chút thì mình chỉ gắt ít hạt nêm thôi. Còn nếu mình muốn ăn hơi cứng một chút thì mình nêm nhiều một chút. Ở đây thì gia đình mình chỉ ăn nhạt thôi chứ không có gắt. Và một ít bột ngọt. Thì ở trong cái nấm này mình sẽ chiên cho nó thật là vàng, nó vàng đều cái cọng nấm, xong mình mới cháy sả lại. Thì sả và gừng ở đây mình cũng sẽ cháy cho nó một phần nữa, mình cũng sẽ để vô nửa thời gian mình chiên nấm thì mọi thứ nó sẽ giòn hơn. Bởi vì nó là cái món cháy cho nên mình sẽ làm cho nó rất là giòn. Khi nó giòn như thế này ở trong cái chảo dầu của mình đó, thì nó mình ăn thì mình vớt ra mình sẽ lọc dầu lại, cọng nấm nó sẽ rất là giòn. Mình chuẩn bị một ít hành lá. Ở trong đây mình có tỏi nè, hành nè, ớt nè. Thì đây là ba món này mình cũng sẽ để mình cháy chung luôn. Tại vì khi cái độ giòn của nó giòn đều hết trơn nó mới ngon.
bốc mùi lên rất là thơm, thơm sả và gừng như mọi người. Ăn chay thì chúng ta tự chế biến những cái món mình sáng kiến ra, mình gọi tên thôi. Cái nấm bào ngư này mình xé ra mình cháy như vậy á, thì khi nó giòn lên nó rất là giống cá cơm mình cháy với mỡ. Thì ở đây là mình chế dầu, mình chế dầu tỏi rồi hành, sả, gừng. Thì như mình đã nói đó, sả và gừng thì để tăng cái hương vị rất là ngon thơm cho cái mùa cảm cúm của mình nha. Nó vừa tăng hương vị ngon mà nó vừa làm cho mình ngừa được bệnh cảm cúm nữa nha mọi người. Rồi đây là hành lá, mình sẽ cho hành lá vô rồi trộn đều, tắt bếp nha. Rồi như vậy là mình sẽ lấy ra cái món cá cơm chế sả của mình, nó đã vàng và rất là hấp dẫn, rất là ngon nha mọi người. Cái món chay này dễ làm mà rất là đơn giản mà cũng rất là ngon. Cũng là vừa là một bài thuốc trong mùa cúm của chúng ta. Rồi như vậy là cái dĩa cá cơm, món cá cơm cháy sả và ớt gừng của mình ngày hôm nay nó đã hoàn tất. Mọi người nhìn có rất là ngon không? Rất là hấp dẫn đúng không mọi người? Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Rất là đơn giản cho bữa cơm chay hàng ngày của chúng ta. Và ngon, hấp dẫn và ngừa được bệnh cảm cúm nữa. Chúc mọi người ngon miệng nha. Cầu nguyện cho hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc, dịch bệnh qua đi. Mọi người cùng hướng về một tương lai tốt đẹp, chúng sanh an lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi cứu độ chúng sanh khắp pháp giới, A Di Đà Phật.